Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lão Hộ. Xin mời. Mời đồng chí Phạm Quang Thông, Phó Thường trực. Ủy ban Nhân dân xã Lão Hộ. Tiếp theo xin mời lãng hoa của ban công an xã Lão Hộ. Xin mời. Sau lãng hoa của ban công an xã Lão Hộ là xin mời đoàn thanh niên chuẩn bị. Vâng, báo cáo các vị đại biểu khách quý là hôm nay có rất nhiều hoa và quà và ban tổ chức sẽ lần lượt giới thiệu. Chúng ta dành khoảng 15 phút để tặng hoa và quà. Do vậy khi mà ban tổ chức giới thiệu đến các tổ chức cá nhân nào thì để quý vị chuẩn bị. Đây là lãng hoa của đoàn thanh niên. Xin mời cán bộ nhân dân thôn Quyết Chiến chuẩn bị. Hai người đưa tay vào nha, hai người đưa nha. Của thôn Liên Sơn, bí thư chi bộ và trưởng thôn. Và nhân dân thôn Liên Sơn, xin mời đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí trưởng thôn. Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của thôn Quyết Chiến. Sau thôn Quyết Chiến, sau thôn Liên Sơn là thôn Toàn Thắng chuẩn bị. Xin mời bí thư chi bộ trưởng thôn Toàn Thắng đại diện cho cán bộ nhân dân thôn Toàn Thắng. Và sau thôn Toàn Thắng là thôn Thượng Tùng chuẩn bị. Sau thôn Toàn Thắng là thôn Thượng Tùng chuẩn bị. Sau thôn Thượng Tùng. Là đến trường tiểu học và trung học cơ sở xã Lão Hộ chuẩn bị. Xin cảm ơn các chí lãnh đạo thôn Toàn Thắng. Xin mời các chí lãnh đạo thôn Thượng Tùng.
đề nghị bộ phận lễ tân, đề nghị bộ phận lễ tân lãng hoa của thôn Tân Tùng và món quà thôn Tân Tùng đoàn. Đề nghị lễ tân là đến trường tiểu học và trung học cơ sở. Xin mời lãnh đạo của trường tiểu học và trung học cơ sở qua đây ạ. Vâng, xin cảm ơn lãnh đạo của trường tiểu học và trung học cơ sở có lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho buổi lễ khai trương, nhưng do điều kiện công việc không tham dự được. Xin cảm ơn. Xin là cảm ơn hai đồng chí lãnh đạo của thôn Tân Tùng. Và xin mời lãng hoa của trường mầm non trạm y tế. Xin mời lãnh đạo trường mầm non trạm y tế. Xin mời lãng hoa của trường mầm non và trạm y tế ạ. Vâng, đề nghị lễ tân sẽ giúp cho ban tổ chức ạ. Chúng ta có 15 phút để tặng hoa. Xin mời. Và về phía các đại biểu khách mời, các xã lân cận, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân xã Đại Đông. Xin mời. Sau lãnh đạo của đơn vị xã Đại Đông, xin mời công ty gốm Trung Nam chuẩn bị. Sau công ty gốm Trung Nam, xin mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Minh Phát chuẩn bị. Xin mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Minh Phát.
sau công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Minh Phát. Xin mời hội lái xe Mỹ Thái. Ra ngoài luôn đi. Sau hội lái xe Mỹ Thái là cơ sở sản xuất nước Nha Miền, chuẩn bị. Đi đây nhá, là 1, 2, 3, 2, 3 cái nước này. Ok ạ. Xin cảm ơn. Xin mời hội lái xe Mỹ Thái. Sau hội lái xe Mỹ Thái là cơ sở sản xuất nước Nha Miền. Nhắc đến là bộ phận lễ tân sẽ chuyển luôn hoa vào trong này. Sau hội lái xe Mỹ Thái là cơ sở sản xuất nước Nha Miền, và sau cơ sở sản xuất nước Nha Miền là nhà xe Hiền Phương Bắc Giang. Vâng, xin cảm ơn. Quan to lên, cơ sở sản xuất nước Nha Miền. Và xin mời nhà xe Hiền Phương Bắc Giang. Đi vào cháu ơi, đứng dịch vào chú ơi. Chú đợi ạ. Xin mời nhà xe Hiền Phương Bắc Giang. Anh ơi, đứng dịch vào chút nào, tươi lên nhá. Xin mời công ty gạch Hải Phú Lạng Sơn. 1, 2, 3, cái lưỡi này, 1, 2, 3, ok. Vâng, công ty gạch Hải Phú do điều kiện công việc, các bạn đã gửi lãng hoa chúc mừng. Và cũng như em tổng công ty Long Phát cũng có hoa chúc mừng, xin cảm ơn. Bước nhẹ nhàng rồi trẻ con. Vâng, đây là lãng hoa của nhà xe Hiền Thương, xin mời. Xin mời câu lạc bộ Họ Hoàng Huỳnh, tỉnh Bắc Giang. Nhìn con nhá, là 1, 2, 3, 2. Xin mời đại diện cho câu lạc bộ Họ Hoàng, okay. Hồ Huỳnh, tỉnh Bắc Giang. Sau Họ Hoàng, tỉnh Bắc Giang, xin mời hội người cao tuổi. Xin cảm ơn nhà xe Hiền Phương. Vâng, thưa quý vị, xin được đính chính lại do thư ký ghi là chính xác. Câu lạc bộ doanh nhân Họ Hoàng, tỉnh Bắc Giang. Còn lá hoa tươi thắm chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, đây là lãng hoa của câu lạc bộ doanh nhân Họ Hoàng, tỉnh Bắc Giang. Sau câu lạc bộ doanh nhân Họ Hoàng, tỉnh Bắc Giang là người cao tuổi. Chú ơi, nhiều cháu nhá, là 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
Y nguyên như thư ký ghi, xin mời đội cơ khí máy lò nào. Vâng, xin mời các người. Xin mời đội cơ khí máy lò chuẩn bị. Vâng, xin được cảm ơn hội người cao tuổi. Vâng, xin mời đội cơ khí máy lò. Sau đội cơ khí máy lò này xin mời đại diện hồ câu cửa lò. Vâng, xin mời lãng hoa tươi thắm của hồ câu cửa lò lên chúc mừng khai trương. Thank you.
thể đến quý vị, đến các cá nhân. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Giàng, đồng chí Nguyên, đồng chí Quyết, đồng chí Yến, đồng chí Thanh, công chức ủy ban xã. Có lăng hoa tay thắng, chúc mừng khai trường, xin mời các đồng chí. Hô câu cửa lò. Xin mời đồng chí Giàng, đồng chí Nguyên, đồng chí Quyết, đồng chí Yến, đồng chí Thanh, công chức ủy ban nhân xã La Hộ. Xin mời chú Mạnh, chú Đinh, chú Tuệ hàng xóm lên sân khấu ạ. Xin cảm ơn các chí Nguyên, Giàng, Quyết, Yến, Thanh, công chức ủy ban xã. Rồi, các chú, chú, đứng gọn nào. Giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Lương Đức Giang, nguyên bí thư đảng ủy, đồng chí Trần Tân Hợi, nguyên chủ tịch ủy ban xã. Xin mời các đồng chí lên sân khấu để tặng hoa. Sau lá hoa của hai đồng chí nguyên lãnh đạo của địa phương, xin mời đội xe bôi. Xin mời đội xe bôi. Món quà này, sau lá hoa của đội xe vui, xin mời em Tịnh, Vinh, chuẩn bị. Xin cảm ơn. Xin mời lá hoa của em Tịnh, Vinh, chuẩn bị lên sân khấu. Sau đám hoa này là xin mời chú Khánh, chú Tị, Quan Năm. Rồi, đi đây, đi đây. Chú ơi. Xin cảm ơn. Xin mời chú Khánh, Mắc Tị, Quan Năm. Chuẩn bị.
xin cảm ơn anh Quang Tú. Và xin mời Lãng Hoa của em Thạch, xin mời. Và sau Lãng Hoa của em Thạch là xin mời cháu Luyến Linh. Vâng, và ban tổ chức đề nghị là các đơn vị, các tổ chức cá nhân đến sau mà thư ký chưa cập nhật được hoa quà thì đề nghị báo ngay cho ban tổ chức để ban tổ chức trân trọng giới thiệu. Vâng, xin mời Lãng Hoa của cháu Luyến Linh đó. Quà, vâng. Quà, quà, gói quà, xin mời. Vâng, và sau Lãng Hoa này xin được trân trọng kính mời. Quay lô đây nhá, quay lô đây nhá. Vâng, xin mời cháu Nam Hưng Hoa. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ok ạ. Lô lắm. Vâng, lái xe cắp sang thôi. Vâng, đề nghị các đồng chí khẩn trương ạ. Vâng, ban tổ chức vừa quan sát có một Lãng Hoa mà vâng, ở đây là các anh em Nam Hưng Hoàn đội lái xe cắp sang, và rất mong được rằng trong thời gian tới thì sẽ luôn hợp tác với nhà máy gạch Tí Nền Lao Hộ để đưa những sản phẩm của gạch đi khắp mọi miền quê xây dựng những công trình. 1, 2, 3. Vâng, xin mời lãnh đạo công ty Hải Phú ạ. Vâng, xin mời lãnh đạo công ty Hải Phú lên sân khấu để dành tặng hoa chúc mừng khai trương này. Xin mời, xin cảm ơn công. Xin mời lãnh đạo công ty Hải Phú ạ. Tốt. Của các cháu của cô chú Hà Bình. Xin mời các cháu lên sân khấu ạ.